Bạn đã đến với kênh YouTube của mình. Bây giờ mình sẽ tô một bức tranh con dế mèn để gửi tặng các bạn, và mình mong rằng các bạn hãy ấn like và đăng ký kênh để ủng hộ mình. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Bây giờ mình sẽ tô màu nha các bạn. Như vậy là mình đã hoàn thành xong video của các bạn. Các bạn thấy đẹp thế thì mình xin được like và kênh để ủng hộ mình nhé. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Tạm biệt các bạn. Thế. Phải đi thằng này,
Đây là mình đã tôm xong. Nếu bạn nghe thấy cho mình xem và like và đăng ký kênh, cảm ơn các bạn rất là nhiều.